Đây một cây dâu. Đấy nhá, bác giới thiệu luôn để mai anh em đây là chỗ nhà anh Lượng và chị gì nhỉ? Chị Liên. Chị Liên nhỉ? Vâng, còn bác đây là bác là cho cháu xin chút hình ảnh nhé. Bác Dũng. Bác Dũng nhỉ? Bác 80 tuổi rồi. 78 tuổi. 78 tuổi. Bác hôm nay em đem cây cây giang thôi, em gọi là cây giang lá to thôi. Lá to. Vâng, thì sang trực tiếp sang đây các bác đang tiếp đón rất nhiệt tình. Hôm nay sẽ đi lên bằng cây giang. Vâng. Đấy, thấy là cũng phấn khởi lắm, bác các bác bên này ủng hộ thì em cũng đem cây giống sang bên này. Quay một đoạn video thì để lại cái địa chỉ để anh em có thể đến thăm xem là chính thức cây của Hoàng Hưng là nó sẽ phát triển ra làm sao. Rồi. Thì nhân rộng cái mô hình. Người ta bê cái này vào đây đó. Không phải quay tất. À, bê. À, nó bê vào mâm. Vâng, 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 bê vào bác ấy, bê vào mâm luôn. Bác ấy bảo trưa nay là đợi mái. Bác bảo là mấy thằng này điên. Ngủ cũng mơ thấy cái giang. Nhưng bây giờ mấy thằng này không điên đâu. Vâng, vâng, vâng. Đây là cây giang xíu lá. Lá to. Vâng, cây giang là cây giang có trộn lọc. Rồi. Bác năm nay gần 80 tuổi nha, bác vẫn mong đợi là... Cái này là chúng ta sẽ đi lên bằng con đường cây giang này. Vâng, đấy là chúc mừng, qua đây là chúc mừng các bác, các chị nhá. Rồi, cảm ơn. Cố gắng là chăm sóc. Cây giống nhá. Vâng, vâng. Đấy, một đoạn video để vừa làm kỷ niệm. Ở đây là cái gì, địa chỉ nhà anh Lượng nhỉ? Ở đây là... Thị trấn Nông Trường Trần Phú. Thị trấn Nông Trường Trần Phú. Tổ dân phố Trung Tâm. Tổ dân phố Trung Tâm, huyện Văn Chấn nhỉ? Rồi. Tỉnh Yên Bái. Rồi, chân thành cảm ơn tất cả các bác nhá. Anh Trường chào mọi người cái chứ. Vâng, vâng, vâng. Đây. Cái giống đây. Ok, ok.